Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay bên mình nói về cái xử lý cái mạch súp của nhà các bác. Ở cái đời cách đây khoảng tầm 3-4 năm về trước thì có một hệ mạch là có kích thước chiều ngang là 22 nhân chiều cao là 25. Cái hệ mạch súp điện của con tay noi hoặc là dạng tương tự như vậy. Và bây giờ trong quá trình dùng 3-4 năm thì nó đã bị hư hỏng, anh em đã sửa vài lần và nó lại liên tục bị hỏng mà muốn đổi một cái mạch mới. Nhưng cái mạch đó hiện nay thì nó lại không ra nữa. Thì trong clip này bên Huấn Audio đưa ra một giải pháp để anh em mình sửa chữa thay thế cho mạch đó. Đây là chiếc mạch B3 vàng hai sò này, hai giò saken này. Về cấu tạo mạch con này thì nó kích thước chiều cao nó lên tới 28 và chiều ngang là 22. Nó cùng mấy cái con hệ mạch 22 nhân 25 là cái sò này dựng này nhá. À quên, xin cái cuộn nguồn này, nguồn xuyến nó dựng như này nhá, giống như vậy. Nên anh em lắp vào là độ sâu là tương thích. Đây có một cái điều là nó cao hơn 3 phân. Đó, 22 nhân 28, đây là 22, anh em 22 nhân 25. Nó thì tới đây thôi. Thì đây thì anh em bỏ cái mua cái vỉ này về và bỏ cái vỉ 22 và never đi. Nó không dùng đến đâu anh em nhá. Thực chất là không dùng đến cái vỉ này, anh em chỉ dùng đến cắm tín hiệu đường này vào là được, không sao cả. Cái giải pháp để anh em mình thay mạch, vì cái mạch súp này bên mình làm nhiều mình biết nó đã có quá trình dùng 3-4 năm là nó hay hỏng, thì nó càng nhanh hỏng. Và anh em chỉ cần rút cái này ra thôi này là được này. Đấy, nó không dùng đến cái vỉ này. Và cái kích thước của chúng ta bây giờ hiện tại nó sẽ khá là ngắn để cho mình bắt. Nó sẽ chỉ cần kích thước khoét thùng nha anh em, nó khoảng rơi vào tầm 21 là đã vừa rồi. 20 khả năng cũng đã vừa rồi. Khoét 20 là đã vừa rồi. Đó, khoét chiều cao 20 là đã vừa rồi. Và cái chiều cao anh em 25 thì nó sẽ tới tầm này. Nó tới tầm này thì nó sẽ bị hở mất ba cái hàng lỗ dưới này, có thể hở hàng lỗ dưới này anh em nhé. Thì mình có thể che nó lại bằng băng dính hoặc làm cái này đó. Nếu bác nào có cách xử lý nhá, mình dán một đường băng dính vào thì đỡ bụi vào trong thôi mà, không liên quan gì cả. Còn tất nhiên là mình bắt cái này nhô cao lên trên, nhô cao lên trên một tí không sao cả. Vâng, và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Ở đây là cái mạch súp B3 vàng, và cái mạch súp này bên mình đang có giá bán là 900.000 đồng một cái, bao ship luôn anh em nhé. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.